Và các bạn thấy là cái điều mà quan trọng nhất liên quan tới quỹ đầu tư Bitcoin ETF và những quỹ đầu tư khác như là quỹ đầu tư của công ty Rayscale hay là những cái quỹ đầu tư ETP, Exchange Traded Product đó chính là cái khái niệm là cái Bitcoin các bạn đang lưu trữ đó cái cổ phiếu đó là đại diện cho Bitcoin hay là đại diện cho giấy nợ của Bitcoin các bạn thấy được là khi bạn đầu tư vào những quỹ đầu tư ETP, Exchange Traded Product hay là đầu tư vào những cái cổ phần công ty Grayscale thì cái mà các bạn có đặt một cái giấy nợ có nghĩa là cái giấy nợ để đại diện cho những cái Bitcoin mà các bạn có trong quỹ đầu tư đó lỡ như mà công ty Grayscale gặp vấn đề hay là lỡ như mà công ty mà phát hành cái cổ phần đó bị vấn đề thì có thể là các bạn không dễ dàng lấy lại được tiền của mình trong khi mà khi các bạn có được một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF thì các bạn sẽ thấy được là cái ETF đó thì cái quỹ đầu tư ETF đó sẽ có một công ty thứ ba và công ty đó trách nhiệm là lưu trữ Bitcoin cho nên khi mà công ty mà phát hành ETF đó dụ như là công ty Valkyrie đi mà bị phá sản thì người đầu tư vẫn không bị thiệt hại tại vì Bitcoin nằm ở trong một công ty thứ ba đó là cái điều rất quan trọng cái khái, khái niệm là ETF là một cái tài sản các bạn lưu trữ còn các bạn đầu tư vào những cổ phần của công ty Rayscale hay là một cái quỹ đầu tư ETP thì đó là một cái giấy nợ sự khác biệt là lỡ như công ty đó phá sản thì các bạn có được bảo vệ hay không và đối với Bitcoin ETF là sẽ được bảo vệ cho nên đây là một trong những cái công cụ rất là tốt đối với giá cả của Bitcoin cũng như là đối với sự chấp nhận của Bitcoin sau này trong thế giới đầu tư và các bạn thấy được là giá cả đi xuống trong vòng mấy ngày qua thì các bạn thấy được là đã có một số những công ty chốt lời như là chúng ta thấy được là công ty Nextech nói là đã bán đi một số Bitcoin trong cái số lượng Bitcoin lưu trữ trong công ty nhưng mà ngược lại, cũng có những người mà thu mua Bitcoin rất nhiều Đó chính là công ty Michael Strategy, các bạn thấy được là Michael sailor Trong cái thời gian 2 ngày qua đã thu mua rất nhiều Bitcoin Và cái thông tin mà được chia sẻ bởi Michael Saylor Nghĩa là CEO của công ty Michael Strategy nói là đã mua thêm 314 Bitcoin Có nghĩa là tương đương với khoảng là 10 triệu đô la Tại vì cái giá thu mua là khoảng 31.808 đô cho một Bitcoin. Đây là một cái dấu hiệu cho mình thấy được là Michael Sailor cũng như là công ty Michael Strategy nghĩ là cái giá 31.800 đô này vẫn còn rất là rẻ đối với lại cái giá Bitcoin hay có được tương lai thì các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn cũng vậy thôi khi mà giá cả có cái sự đi xuống thì có nhiều người sẽ bán Bitcoin của mình nhưng mà Bitcoin thì không biến mất Bitcoin chỉ là di chuyển từ những người mà yếu tay qua những người mà mạnh tay hơn và công ty MicroStrategy này các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin Treasuries đây là bao nhiêu Bitcoin được lưu trữ trong những công ty nào bây giờ các bạn thấy được là MicroStrategy bây giờ cái số lượng Bitcoin mà họ nắm giữ rất là nhiều, nắm giữ lên tới 70.784 Bitcoin có nghĩa là cái giá trị của cái số lượng Bitcoin này ngày hôm nay là 2,2 nghìn tỷ, trong khi mà cái số tiền mà bỏ ra mua chỉ có một nghìn tỷ thôi. Các bạn thấy được là công ty này đáng giá trên thị trường là 5,3 tỷ đô la, công ty MicroStrategy này mà 2,2 nghìn tỷ là đến từ Bitcoin rồi đây là một công ty mà hầu như bây giờ là một công ty chuyên về đầu tư Bitcoin và nhiều người bây giờ có thể là những cái tổ chức đầu tư đó họ chưa có cái khả năng để mà mua Bitcoin trực tiếp. Cho nên nhiều người bây giờ mua cổ phần của công ty MicroStrategy tại vì cổ phiếu hầu như là đi theo giá cả của Bitcoin bây giờ và các bạn thấy được là những công ty khác như là công ty Square các bạn có nên nhớ là đầu tư vào 50 triệu à, vào năm ngoái thì công ty Square đầu tư 50 triệu cái số lượng Bitcoin mua được lúc đó là 4.709 Bitcoin và chúng ta đã thấy được là bây giờ 50 triệu đó đã ra thành 151 triệu rồi và điều mà thường đã chia sẻ trước đây đó là chúng ta khi mà thấy cái số lượng lợi nhuận có được từ lưu trữ Bitcoin đó thì sẽ khiến cho những công ty khác không có cái ý định tương tự. Các bạn thấy được là trước đây khi mà nói tới đầu tư Bitcoin đó thì nhiều người uh, sẽ nói là có thể quá nguy hiểm nếu như mà lấy cái số tiền dư của công ty mua Bitcoin, có thể là nhiều cổ đông không chấp nhận, có thể là hội đồng quản trị không chấp nhận. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có những dẫn chứng là nhìn vào công ty MicroStrategy, nhìn vào công ty Square, nhìn vào những công ty khác mà lưu trữ Bitcoin đó thì họ có lợi nhuận như thế nào thì các bạn thấy được là khi mà thấy những con số này lợi nhuận trong vòng vài tháng nó lên tới 100 triệu hay là lên tới cả tỷ đô la trong thời gian chỉ có từ tháng 8 cho tới bây giờ tại vì đầu tư vào Bitcoin thì sẽ có nhiều công ty bắt đầu là FOMO và cũng muốn có được lợi nhuận như vậy sợ là sẽ mất đi phần của mình cho nên cái việc mà nhiều công ty thu mua Bitcoin là một chuyện sẽ có tiếp tục và tiếp tục nhất là khi mà giá cả cứ tiếp tục tăng lên tại vì không ai muốn bị bỏ rơi hết, ai cũng muốn có cái số lượng tăng trưởng này. Đây là một điều mà khó tránh khỏi. Còn về việc một số bạn hỏi thuận là thuận nghĩ như thế nào về tương lai của thị trường crypto dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden thì các bạn cũng đã thấy là trong thời gian mấy ngày qua thường đã chia sẻ rất nhiều về Gary Gensler có nghĩa là người mà có khả năng cao là sẽ trở thành chủ tịch của sec trong thời gian tới đây và cảm thấy được là janet yellen sẽ là bộ trưởng bộ tài chính kế tiếp thì chúng ta có nói biết là về phương diện janet yellen thì bà ta có một số lo ngại về bitcoin sợ là bitcoin sẽ có khả năng ảnh hưởng tới đồng Dollar nhưng mà ít ra thì janet yellen cũng không giống như là stephen nugent stephen nugent thì các bạn thấy được là trước khi rời khỏi thì lại tặng thị trường này một cái đề xuất liên quan tới quản lý ví cho nên ít ra thì mọi người cũng đã biết cái sự suy nghĩ của Janet Yellen và mọi người bây giờ thì hy vọng là Gary Gensler sẽ là một người mà có thể thúc đẩy được cái sự phát triển của thị trường này. Còn về Joe Biden thì các bạn cũng đã biết là một trong những người mà quyên rớp nhiều tiền trong cái việc mà gian cử của Tổng thống Joe Biden. Không ai xa lạ hơn đó chính là CEO của một cái sàn rất nổi tiếng trong thị trường này đó chính là sàn FTX. CEO là Sam Bankman fried thì người này đã quyên góp tổng cộng là 5,2 triệu đô la vào trong cái cuộc tranh cử tổng thống của Joe Biden. Thì đương nhiên nhiều người tin tưởng là cái nhìn của Joe Biden về thị trường này cũng sẽ không xấu lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi là tình hình sẽ như thế nào. Còn một điều khác là thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta nhìn vào cái chia sẻ này của Crypto Coin ở trên Twitter thì chúng ta thấy được đó là cái việc mà bitcoin xuống giá mạnh đó, thì nhiều người cho là cái sự xuất nguồn đã đến từ sàn Bitstem. tại vì có nhiều dẫn chứng cho thấy được đây là tài liệu trên crypto khoan, các bạn thấy được là có nhiều dẫn chứng cho thấy được là có rất nhiều bitcoin được nạp lên trên sàn Bitstamp và nếu như mà một người nào đó muốn đẩy giá Bitcoin xuống thì cách làm bây giờ là đem tiền lên trên sàn Bitstamp tại vì đây là một sàn mà không có nhiều tính thanh khoản như những sàn lớn cho nên nếu các bạn muốn nạp Bitcoin lên sàn để mà đẩy giá xuống thì sàn Bitstamp là một trong những cái sàn lý tưởng để mà làm cái điều này có nghĩa là sao có nghĩa là đây là một dẫn chứng cho thấy là có một ai đó, công tổ chức nào đó, không nhóm người nào đó muốn đẩy giá Bitcoin xuống cho nên mới lựa chọn là đẩy một số lượng lớn Bitcoin lên trên sàn Bitstamp tại vì lợi dụng cái tính thanh khoản thấp trên sàn này để mà đẩy giá xuống 5.000 đô la. Đây là một cái dẫn chứng mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và cũng còn nhiều thông tin khác Thuận muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà video này cũng khá dài rồi. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin chi tiết với các bạn liên quan đến những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin.netx Đây là một cái sàn mà hỗ trợ Trading Margin nhưng mà bây giờ là chưa hỗ trợ US Trader Chỉ hỗ trợ những Trader của quốc tế như là Việt Nam và nhiều quốc gia khác Các bạn có thể đăng ký và sau đó bấm vào cái nút màu xanh lá cây để đăng ký vào group hỗ trợ Thì đội của Thuần sẽ cố gắng dành thời gian để mà trả lời những thắc mắc với các bạn khi mà các bạn sử dụng dịch vụ này cũng như là những dịch vụ khác bất cứ dịch vụ nào các bạn tham gia cũng có thể bấm vào cái link màu xanh để đăng ký vào group hỗ trợ hay là các bạn tham gia vào sàn Let Me Trade sàn LMT đây là một sàn cũng là margin nhưng mà có hỗ trợ Hoa Kỳ với lại quốc tế và các bạn có thể tham gia sử dụng những cái dịch vụ như là copy trade của sàn LMT này và bây giờ có một cái ưu đãi để thường chia sẻ với bạn cái ưu đãi này là các bạn có thể nhận được tổng số bonus lên tới 410 đồng USDT và những chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái link này các bạn bấm vào bên dưới cái video để tìm thấy và ưu đãi này là từ ngày 6 tây tháng 1 cho đến ngày 21 tây tháng 1 nên chúng ta còn khoảng thời gian là 4 5 ngày nữa là sẽ hết cái ưu đãi này. Chúng ta hãy nói tới cái dịch vụ kế tiếp đó chính là sàn Binance thì có hai cái link các bạn thấy được là sàn Binance quốc tế như là sàn Binance mà hỗ trợ cả thế giới nhưng mà không có hỗ trợ US Trader và sàn Binance US là hỗ trợ US Trader. Thì sang Binance quốc tế đó các bạn cũng đã biết là tham gia thông qua link của Thuận Cap được các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch spot như là dịch thông thường đó và các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch futures và các bạn có thể là bấm vào một trong hai link chỉ cần đăng ký một trong hai link thôi các bạn sẽ được hưởng cả hai cái ưu đãi này các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot đi các bạn sẽ thấy được là trên màn hình sẽ để là kickback rate là 20% có nghĩa là các bạn sẽ được trả 20% trở về có nghĩa là giảm 20% phí giao dịch đây là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy các bạn đã bấm đúng cái link. Và chúng ta sẽ nói tới cái dịch vụ kế tiếp, đó chính là sàn Bybit. Sàn Bybit là một cái sàn mà margin rất nổi tiếng nhiều bạn cũng đã biết rồi. Thì sàn Bybit có một cái chương trình bonus rất lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước tới bây giờ, có thể nhận được cái bonus lên tới 620 đô. Đương nhiên các bạn phải xem những cái chi tiết là cần làm gì để nhận được cái số tiền 620 đô này. Và đây là một cái ưu đãi mà sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tây tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 5 tây tháng 2. Như đây chúng ta vẫn còn thời gian để các bạn có thể tìm hiểu về sàn Bybit này. Và đương nhiên Coinbase một sàn mà thường nghĩ là không cần phải giới thiệu tại vì đây là một sàn rất lớn. Chỉ đáng tiếc là bây giờ chưa có hỗ trợ Việt Nam, chỉ hỗ trợ US, Anh, Úc và 27 quốc gia khác. Và cái ưu đãi bây giờ là các bạn deposit và giao dịch 100 đô đầu tiên thì sẽ nhận được 10 đô la bonus khi mà các bạn setup với lại cái sàn Coinbase này lần đầu tiên thông qua liên của thuần Capital. BlockFi là một ứng dụng lending có lãi thì các bạn có thể tham gia để mà gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân để nhận cái lãi hàng tháng. Đây là một dịch vụ mà tôi đã sử dụng cũng rất là lâu rồi và đây là một cái công ty rất là lớn như bạn cũng đã biết. Và bây giờ cái bonus là lên tới 250 đô khi mà các bạn tham gia vào tùy theo là các bạn gửi bao nhiêu vào ứng dụng BlockFi này các bạn có thể là bấm vào cái link để xem những cái chi tiết cũng như là cái video thường đã làm cách đây không lâu về ứng dụng BlockFi và cuối cùng crypto khoan một trong những cái dịch vụ mà rất nhiều bạn hỏi thường đây là một cái dịch vụ các bạn có thể xem những thông tin liên quan tới dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay nói tới hàng ngày thì bây giờ các bạn tham gia các bạn có thể nhận được 30 đô la bonus nếu như các bạn nâng cấp tài khoản của mình. Đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn. Đương nhiên đây là những thông tin tuần này, tuần sau nếu như có thêm những ưu đãi nào khác tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.